ngỡ ngàng với những thói quen sống luộm thuộm và lười biếng khó đỡ của dàn sao Hoa ngữ. Phạm Băng Băng sẵn sàng đắp 700 miếng mặt nạ mỗi năm nhưng lại không chịu gội đầu suốt cả tuần. Vẫn đỡ hơn nữ MC 17 ngày mới nhúng nước. Là người của công chúng, các ngôi sao luôn phải giữ được hình tượng lung linh nhất. Mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, ngoài giao diện hoàn mỹ thì họ còn cần phải thật thơm tho nữa cơ. Ấy vậy mà có những sao Hoa ngữ lạ lùng lắm, họ khiến công chúng phải ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi bị bạn bè hay người thân phốt vì sự lười biếng cùng thói quen xấu đó. Hồ Ca. Hồ Ca không chỉ nổi tiếng với ngoại hình điển trai, tài nhập vai xuất sắc thôi đâu, mà anh còn là sao nam có nhân cách vàng được cả làng giải trí Hoa ngữ yêu mến nữa đó. Cứ tưởng là nam minh tinh điểm 10 không có nhưng, thực tế là Hồ Ca cũng có một tật xấu khó đỡ đó là mê xả nước ngoài đường vô tội vạ. Không ít lần, anh bị cánh săn ảnh chụp cảnh thả hồn vào thiên nhiên, bất chấp chỉ cần đi thêm vài trăm mét nữa thôi là có nhà vệ sinh rồi. Đã thế, khi bị người ta nhắc đến thói xấu này trên show truyền hình, anh đã không xấu hổ thì chớ còn mạnh miệng tuyên bố, tưới nước cho tự nhiên, vậy là tự nhiên được lợi rồi còn gì. Hy vọng sau khi lên chức bố, anh đã bỏ được thói quen xấu này. Ngô Hân. Ngô Hân là nữ MC không chỉ khéo ăn nói mà còn có phong cách làm việc rất cẩn thận, tử tế với các đồng nghiệp. Tốt tính là thế nhưng ngôi sao Happy Camp vẫn khiến bạn bè phải kêu trời vì thói luộm thuộm, lười biếng. MC Hà Cảnh từng hé lộ, bất cứ ai đến nhà Ngô Hân chơi đều bị choáng vì đồ đạc quăng lung tung, vương vãi từ ghế đến giường, chẳng thể tìm được chỗ đặt chân. Tạ Na cũng chia sẻ thêm, Ngô Hân rất lười giặt đồ, quần áo thường bị cô ngâm lâu đến mức bị hỏng hết, phải dùng làm rẻ lau nhà cho đỡ tiếc. Tạ Đình Phong. Sở hữu nét đẹp phong trần và cá tính, Tạ Đình Phong đã khiến hàng triệu cô gái, bao gồm Vương Phi và Trương Bá Chi phải mê mình như điếu đổ. Giao diện thì miễn bàn rồi, nhưng Tạ Đình Phong lại thường bị người đại diện phốt thói quen ham chơi và lười vệ sinh cá nhân nó. Theo quản lý hé lộ thì Tạ Đình Phong luôn chờ đến khi đầu bết dầu, ngứa đến mức chịu không nổi mới đi gội. Còn cô em gái Tạ Đình Đình cũng từng than thở, chỉ cần đứng gần anh trai một chút thôi là cô sẽ phải né xa trăm thước vì không chịu nổi mùi hương tỏa ra từ trên tóc. Từ Hy Đệ. Từ Hy Đệ là nữ MC đình đám của Đài Loan. Ngoài tài hoạt ngôn thì cô còn thường gây bão mạng vì chẳng ngại tiết lộ những thói hư tật xấu khó đỡ của mình, khiến người thân phải đau đầu không thôi. Ví dụ như có một lần, Từ Hy Đệ khiến cộng đồng mạng xôn xao khi hé lộ việc mình từng rất ghét tắm rửa, thường thì nửa tháng cho đến 17 ngày mới nhúng nước một lần. Khi bị nhiều người nhận định là ở dơ, Từ Hy Đệ đã tuyên bố mồ hôi và mỡ sẽ giúp làn da khỏe khoắn và mềm mịn. Việc hạn chế tiếp xúc với nước và dùng xà phòng sẽ giúp cô có được ngoại hình xinh đẹp và lung linh hơn. Đẹp hơn không thì chẳng ai biết, nhưng chắc chắn là sẽ có mùi đó. Phạm Băng Băng. Dù đã bị cấm cửa khỏi showbiz, Phạm Băng Băng vẫn luôn được coi là biểu tượng nhan sắc của Hoa ngữ. Cô không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp mà còn có gu sự kiện xuất sắc, luôn giữ hình tượng hoàn mỹ từ mái tóc cho đến đôi giày. Ít ai ngờ được Phạm Băng Băng lại khá lười. Nam diễn viên Lý Thần từng hé lộ, nữ hoàng họ Phạm suốt 3 ngày liền không rửa mặt cũng chẳng gội đầu. Còn người đẹp Võ Mị Nương truyền kỳ lại hé lộ, kỷ lục của cô là 1 tuần không gội đầu cơ. Lười là thế nhưng cô lại đắp mặt nạ đến 2 lần mỗi ngày, đúng là kỳ lạ.